Ok, chào anh em, chào mấy em đã quay trở lại với mình. Thì sau một ngày chúng ta lại gặp lại với nhau rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ ở league của mình nhá. Ok, sức mạnh hiện tại của mình là 62.000 rồi. Và mình sẽ làm nhiệm vụ nói chuyện bom mộng này. Ok, có ai đây? Cái gì đây? Vẫn chưa thấy hiện tượng gì. Đụng độ tàu 77 à? Có thấy cái méo gì đâu. À, ấn lên phát nữa. Hãy tiêu diệt hắn. Thì như nhiệm vụ này thì... Ui, khỏe quá. Mình sẽ lên đây này. Rồi này, mình sẽ tiêu diệt thần mèo. Tiêu diệt thần mèo. Ok. Sạch đống mảnh mèo. Mình sẽ bật AK lên và tận hưởng. Con mèo đánh thấm đấy nhỉ. Mèo hiểu tại sao đánh thấm vậy. Đừng mà chết nha. Ô, sao nó điêu điêu của gì nhỉ. Sao có thể chết được nhỉ. Anh em có thể cho mình lý do tại sao mình chết được không nhỉ? Mình sẽ mua một cái món đồ nào đó. Món này có mạnh rồi. Món này 80.000 rồi. Như hết đồ. Như chỉ có cái găng này dùng được thôi. Ok. Ok, mình đã dùng cái găng này rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại và giết cái thằng cờ hóa đấy. Nó khỏe hơn mình nghĩ. Mình cứ tưởng nó đánh gà cơ. Hóa ra nó lại đánh khỏe hơn cả mình. Tầm 77 kia. Thôi không dám đụng độ mẹ anh đâu. Đẹp trai ạ. Em sẽ tắt AK đi. Mình sẽ đấm bình thường thôi. Mình chả biết đánh thủ thuật của con này nó đánh kiểu gì. Nên mình cứ thế mà mình chiến thôi. Được thì được, không được thì thôi. Mình nghĩ phát này mình sẽ ăn được con thần mèo. Rồi, ăn được rồi. Ok, cuối cùng mình đã giết được con thần mèo. Sao cứ chạy vậy? Ok, bạn đã chiến thắng thần mèo. Và bây giờ mình sẽ chạy xuống. Cởi quần ra. Ok. Nghe bảo có thủ thuật gì cơ mà. Sao anh thấm đấy. Đã đủ. Nhưng mà cởi trước khi đánh sao ấy. Lại về phát nữa rồi. Bây giờ mình sẽ cộng max sức đánh nhá. Cộng hết bằng cái tiềm năng của mình. Dạo này cứ bị cảm rồi sao ấy nhỉ. Đó, bây giờ mình sẽ qua lại rừng Kazim và tuyên chiến với cá hóa kia. Mong là lần này sẽ không làm anh em thất vọng. Nào, mày giỏi thì mày ra đây. Tao giết nhau với mày, thằng cá hóa này. Ôi giời ơi, đánh rồi yếu vậy bạn. Nó đánh mình trừ 1 nhưng mà nó bắn camê thấm quá. Nó đánh mình thì yếu nhưng mà nó đấm camê thì nó bắn camê thì khỏe. Thì mình nghĩ phát này mình sẽ ăn được. Với cái tình thế như này rất là khó xử này, mình nghĩ mình sẽ ăn được. Hồi máu lên. Máu không lên à? À đây ăn rồi. Khóa phê. Ok, cuối cùng mình đã làm xong cái nhiệm vụ này rồi. Khá là phê. Bây giờ mình sẽ nói với bò mộng này. Và lang luôn. Méo hiểu. À đây xong rồi. Rồi, mình sẽ về báo khám với ông Gohan.
Ok. Đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ mặc cái quần này cho đẹp trai. Đây có cuốn quyển truyện tranh này. Nhìn đẹp vãi chưởng. Bây giờ mình sẽ qua đảo Kame để trả nhiệm vụ thôi. Đưa truyện cho ông ấy đọc. Ok. Và anh em nào ấy, mình sẽ làm cái tem spy này, anh em nào mà chơi lại thì có thể vào nhé. Spy Z3 này. Nói chuyện này, nhiệm vụ nó cái gì đây, con là ai, tìm ta có việc gì? Thì ra con là Sprite Z3, cháu của ông Gohan. Ta muốn dạy võ cho con. Mơ đi con. Thì đây, tặng một chuyện Doraemon hả? Thôi được, cũng phải chịu khó nha. Ok, mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ học cái quyển sách Kamizuko. Ok, hiện tại mình đã có cả chiêu Kamijoko rồi. Mình sẽ vào một bang hội nào đó. Ê anh ơi. Em vào PT nữa. Anh ơi, em vào PT nữa anh ơi. Anh. Ok, cảm ơn anh. Bây giờ mình sẽ trả nhiệm vụ này. Ok, mình đã xong nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của mình sẽ là nhiệm vụ đánh bại yêu rừng. Và mình sẽ có một clip tiếp theo về nhiệm vụ này. Bây giờ mình sẽ cài 3 kill vào. Hiện tại mình đã có 3 kill rồi, khá là ngon. Mình có 41.000 tiềm năng, mình sẽ học chiêu đấm, ôi đấm dragon đi. Ok, chiêu đấm dragon nên cộng 3 15 phút. Ok, mình đã học rồi. Không anh. Ok, cảm ơn em đã xem video này của mình nhé. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like, một comment, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Ok, bye anh em, bye. Và mình sẽ tạm biệt bạn này và mình sẽ tạo cái game mới. Tạm biệt. Đấy. Ok, để sau đi. Mình sẽ rời PT và mình sẽ khi nào ấy ngày mai mình sẽ tạo một PT mới nha anh em nhé. Click Spy Z3 của mình hiện tại sức mạnh đã đạt đến mốc 1 triệu lam sức mạnh rồi và mình đang tiếp tục hành trình úp lên 300 sức đánh đó để mình có thể đi được doanh trại. Thì mình úp bằng cách nào thì mình úp bằng cách là úp ở Đông Nam Karin nhá. Đó thì rất là đơn giản thôi. Anh em lại nhìn thấy tại sao mình đã hơn 1 triệu sức mạnh mình lại đứng ở đây đúng không? Anh em đặt ra câu hỏi như thế thì mình trả lời luôn là lúc mình bắt đầu 1 triệu 5 sức mạnh thì mình bắt đầu 1 triệu 49 mấy thì mình cứ đứng ở đây mình đánh. Đó, nó cứ lên sức mạnh này thôi. Sau khi gần chết con này mình off ra xong mình lại vào lại. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh nó thôi. Mình tải bản hack về đó. Hát không 600 tiềm năng một hit. Và anh em lại tiếp tục đặt ra câu hỏi tại sao mình lại không cộng sức đánh ngay. Vì mình trả lời luôn là bây giờ nếu mà mình cộng sức đánh luôn thì sức đánh nó sẽ rất là trâu, thì có thể hạ gục con này chỉ vài phát đấm thôi. Nên mình quyết định mình sẽ để lại tiềm năng, khi nào đủ 10 triệu tiềm năng mình mới cộng lên 300 sức đánh. Đó. Bây giờ mình cố gắng úp thôi. Dạo này bệnh quá anh em ạ.
Đó, mình cứ thế mà úp thôi. Hiện tại link mình vẫn chưa có đệ tử. Khi nào lên 10 triệu mình có quả cầu kinh khí thì mình, một là mình tự làm, hai là mình đi thuê người ta làm. Liệu không biết mình có ấy được không? Và mình đã ở đây, mình đã chuẩn bị đồ cần thiết cho link của mình rồi. Đó, ở đây thì mình có là một cái áo võ vẻ võ Kame này, quần này, võ Goku đủ các thể loại, để khi nào mình đạt cái sức mạnh đấy mình mặc vào cho quái nó, cho con boss này nó đánh đỡ khỏe, à nó bị giảm sát thương đi. Đó, khá là hay đúng không? Và bây giờ công việc của mình chỉ ngồi đây và treo thôi anh em ạ. Nhiệm vụ này thì khi nào mình đạt 300 sức đánh mình làm một thể. Chứ bây giờ làm thì cũng khá là nhanh, tại vì mình có lít phụ mà. Ok, tôi chắc là clip mình tạm dừng đây nhá. Anh em xem video này thấy hay đừng quên để lại một like, một comment, subscribe kênh của mình nhá. Ok, bye nha. Bye.